Dạ con chào sư, thưa sư, nếu mình giữ năm giới và đồng thời mình cũng đi bố thí như dân y Katina hay dân y Tâm Mưa thì liệu phước của mình có đủ sức lên cõi trời Đâu Xuất không hay phải giữ được tám giới? Nó có một điều thú vị như thế này nè, là hôm rồi đó sư đi qua Kalama, đi qua Miến Điện á, thì có Phật tử họ cúng tịnh tài bằng tiền miếng. Thì cái lúc mà sư về á, thì sư về hơi gấp, cho nên là sư cũng đem cái tiền miếng đó về. Nhưng mà khi mà qua Thái Lan á, thì sư đi đổi, thì không có ngân hàng nào ở Thái Lan họ chịu đổi tiền miếng cả. Sư về tới Việt Nam, sư cũng đổi ở các ngân hàng, ngay cả những ngân hàng thuộc cái nhóm là Big Four đó, họ cũng không có đổi tiền miếng. Có nghĩa là sao? Dù mình có đem bạc tỷ tiền miếng từ xứ miếng mình đem qua xứ khác mình xài, xài cũng không được. Nó không có đủ năng lực, nó không đủ khả năng. Có thể là ở miếng với cái đống tiền đó, ví dụ mình có 1 tỷ chẳng hạn, thì mình mua được nhiều thứ lắm. Nói vậy thôi chứ ai đâu cho xin 1 tỷ. Ví dụ thôi. Đó. Mà đem qua xứ khác rồi là xài không được, không có tác dụng. Tương tự như vậy, quý vị tạo cái phước mà phước của nó tương ứng với cõi Tứ Thiên Vương, nó tương ứng với cõi Đao Lợi, thì giỏi lắm mình cũng là thiệt là giàu, thiệt là giỏi, thiệt là bự ở cái cõi Tứ Thiên Vương hay ở cõi Đao Lợi. Còn muốn mà lên cõi Đâu Xuất, mình phải làm cái phước của cõi Đâu Xuất, hiểu không? Chứ còn mình làm cỡ nào cỡ, cái hạn mức tới đó là mình chỉ ở đó thôi. Muốn hơn nữa mình phải làm cái phước nó hơn nữa. Chứ như bây giờ đó, quý vị có tạo phước cỡ nào cỡ, phước thiện dục giới mà mình đòi là để mình phải tái sanh về cõi sắc giới, chuyện nó không xảy ra được. Không thế nào xảy ra. Tại vì nó khác nhau về cái cấp bậc ha. Rồi, chúng ta qua câu hỏi tiếp theo.